Tin xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ với gương mặt Trần Nguyễn Duy Nhân, một trong số những cua rờ có năm thứ ba liên tiếp tham dự giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tour Hoa Sen. Đây là những hình ảnh về Trần Nguyễn Duy Nhân một năm về trước. Năm ấy, Duy Nhân là một trong số ít vận động viên trẻ gây ấn tượng mạnh nhất ở giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Một năm trước đó nữa, Duy Nhân chính là chủ nhân của chiếc áo trắng của VTV Cup Tôn Hoa Sen 2016. Ba kỳ tham dự VTV Cup Tôn Hoa Sen là những dấu mốc bản lề giúp Duy Nhân đạt được những bước trưởng thành trong sự nghiệp. Nhờ có VTV Cup thì em có được duy trì lanh lẹ trong những trận thi đấu để có thêm trình độ nâng cao về nước cúp và khả năng leo đèo của em. Sự trưởng thành nhanh chóng trong hơn 2 năm qua đã giúp Duy Nhân được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và được đánh giá sẽ là một nhân tố quan trọng của xe đạp Việt Nam trong ít năm tới. VTV mời các đội rất là mạnh như thế đó như thế này thì đặc biệt Trần Nguyễn Duy Nhân cũng như các vận động viên của xe đạp thể thao Việt Nam mình nâng tầm lên một cái tầm cao mới và cũng giống như là học hỏi các vận động viên này rất là nhiều để các em trưởng thành hơn và các em thi đấu cao hơn và xa hơn thêm xíu nữa. Tương lai sau này thì vận động viên này sẽ thế những Lê Văn Dũng, Lê Nghiệp Minh và Nguyễn Thành Tâm sắp tới. Ít người biết rằng Duy Nhân đã hơn một lần từng có ý định chia tay sự nghiệp xe đạp. Nhưng rồi niềm đam mê lại kéo anh trở lại với những cung đường, vượt qua những khó khăn của cuộc sống, qua những bất ổn của tuổi trẻ. Giờ thì Duy Nhân đã sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn lao hơn trên bước đường dài rộng phía trước.